Đây rồi, hello, xin chào mọi người quay lại với channel của mình nhá. Thì hôm nay mình sẽ mở hộp một cái vòng tay đến từ Virus, một thương hiệu của Việt Nam. Mình nghĩ đây không đơn thuần chỉ là một chiếc vòng tay đâu, mà nó còn là một món đồ với giá trị tinh thần rất là cao. Mỗi một chiếc vòng tay bán ra thì đều đi kèm với một tấm thẻ mang thông điệp riêng và được đánh số sản xuất giới hạn nha mọi người. Và thông điệp của mình là From Small to Great, nghĩa là tích tiểu thành đại, góp gió thành bão. Tất cả những hành động nhỏ đều có giá trị và nó sẽ giúp bạn từng bước một tiến lại gần hơn những thành tựu lớn lao trong cuộc sống. Tùy thuộc vào sở thích và kích cỡ cổ tay của bạn mà sẽ có vô vàn những sự lựa chọn khác nhau. Cổ tay của mình khá nhỏ cho nên thông số vòng của mình sẽ là 1,5cm bề ngang và 17,3cm chu vi nha. Mọi người có thể thấy là mình đeo trông khá là vừa vặn và có điểm nhấn. Theo hiệu ứng thị giác thì cổ tay nhỏ đeo vòng nhỏ sẽ giúp cổ tay trông to hơn, còn cổ tay to đeo vòng to sẽ giúp cổ tay trông thon gọn lại. Chất liệu vải theo mình thấy là mềm mịn cho nên đeo sẽ thoải mái và không sợ bị đau. Quá đẹp luôn. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Bye bye.